Xin mời các bạn một ly trà hoa nha. Thưa các bạn, chúng ta đã đến với chương trình kể tích truyện pháp cú của Đại Nghĩa. Và hôm nay, Nghĩa sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp câu pháp cú số 150. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có tên là Nico và bóng sắt. Phật đã dạy câu pháp cú trên tại kỳ viên liên quan đến Nico Zanapanda Kaliyani Rupananda. Cô nghĩ rằng anh cả của ta đã từ bỏ vinh quang của quyền uy, trở thành tỳ kheo và giờ đây là người siêu việt ở thế gian là Phật. Con của ngài là Rahula Kumatra cũng là tăng sĩ. Chồng ta là tăng và cả mẹ ta cũng là ni. Cả gia quyến đều sống đời xuất gia. Tại sao ta vẫn kéo dài đời tại gia? Do đó, cô muốn đi tu, gia nhập ni chúng, không phải với lòng tin mà vì lòng thương gia quyến. Vì có vẻ đẹp tuyệt trần nên cô có tên là Rupa. Một hôm nghe Thế Tôn giảng, cái đẹp của sắc là vô thường, hệ lụy với khổ đau phi thực thọ tưởng hành thức cũng nhiều như thế cô cho rằng thế tôn đã nhìn thấy cái xấu trên thân xác của mình dù rất đẹp để nhìn rất xinh để ngắm do đó cô không thích diện kiến thế tôn nữa dân cư ở xá vệ thường cúng dường sáng sớm tiếp tục bổn phận của ngày bác quan trai buổi chiều ăn mặc sạch sẽ tươm tất tay cầm hương hoa họ tụ tập tại tinh xá để nghe pháp ni chúng cũng thế Nghe Pháp xong, họ vào thành ca tụng công đức của Thế Tôn. Có bốn tiêu chuẩn để người ta phán đoán về Như Lai và lấy làm mãn nguyện. Một, trên điều họ thấy được là thân kim sắc của Phật, trang nghiêm với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Hai, trên điều họ nghe được về đức hạnh của Phật qua biết bao trăm kiếp và nghe Phật âm gồm có bát diệu khi Ngài thuyết Pháp. Ba, trên sự khổ hạnh của Phật. Bốn, trên sự nhận xét về Ngài là chính trực, có thập lực, có trí, an tĩnh, Phật là bậc độc tôn, không ai sánh bằng. Rupa Nanda nghe ni chúng và nữ cư sĩ kể lại lời ca tụng như lai, like, nhưng cô cho rằng họ xưng tán quá lố đối với anh mình. Nếu như Ngài định chỉ trích sắc đẹp của cô trong chỉ một ngày thôi, Ngài sẽ nói nhiều đến đâu trong khoảng thời gian ấy. Rồi cô có ý định đi nghe Pháp, nhìn Thế Tôn rồi trở về mà không muốn cho ai thấy mình ni chúng vui sướng dẫn Rupa Nanda cùng đi vì từ lâu cô không muốn đến hầu Phật. Có cô, Ngài sẽ thuyết pháp với nhiều chi tiết phong phú hơn. Thế Tôn biết trước hôm nay Rupa Nanda đến đảnh lễ và để dạy dỗ người quá đắm trước thân mình để làm tiêu tan lòng kiêu hãnh của nàng vì ỷ có sắc đẹp. Ngài sẽ dùng chính sắc đẹp thân thể làm phương tiện, giống như phải dùng gai lễ gai. Thế Tôn liền hiển thần thông, một thiếu nữ 16 xuân xanh, đẹp chưa từng thấy, mặc bộ y phục đỏ thẫm, trang điểm với tất cả món trang sức, đứng trước Thế Tôn, cầm quạt phe phẩy. Chỉ có Phật và Rupa Nanda trông thấy cô gái. Rupa Nanda vào tinh xá với ni chúng. Cô đứng phía sau, nằm vóc gieo xuống đảnh lễ Phật và ngồi xuống chỗ ni chúng, rồi cô quan sát Thế Tôn từ đầu đến chân rực rỡ sáng lạng với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Hào quang bao quanh tỏa rộng đến 2 mét. Rồi cô thấy cô gái đứng cạnh Phật và quan sát gương mặt sáng rực như trăng rằm của cô gái. Ngắm lại thân mình, cô thấy mình chẳng khác gì con quạ đang đứng trước con ngỗng chúa thân kim sắc. Cô trợn tròn mắt vì mái tóc thiếu nữ, ôi thật thanh tú. Cô say mê từng bộ phận trên người thiếu nữ và nóng lòng muốn mình cũng được như thế. Thế Tôn biết được ý tưởng của cô nên bắt đầu thuyết cho cô bài pháp sau. Thế Tôn hóa hiện thiếu nữ từ 16 tuổi lên 20 tuổi. Rupananda nhận ra ngay bóng sắc này không bằng trước đây. Rồi thiếu nữ thành thiếu phụ một con đến trung tuần và cuối cùng là một bà lão già khụ. Rupananda theo dõi từng giai đoạn biến hóa mỗi lúc vẻ đẹp chỗ này mất sắc tươi chỗ kia hết. Và khi đứng đó là bà lão răng rụng tóc bạc lưng còng quằn xuống như chiếc rui nhà hình chữ nhân, phải tựa lên gậy, tay chân run rẩy Rupa Nanda không khỏi ghê tởm. Phần cuối bài thuyết pháp của Phật là bà lão lâm bệnh, ném gậy và quạt đi, bà kêu thét lên, té xuống đất, lăn qua lăn lại trên đống phân và nước tiểu của mình. Rupa Nanda nhìn và muốn lợm giọng, rồi Đức Phật cho thấy cái chết của bà lão. Liền đó, thi thể bà trương phòng từ chính lỗ, mũ chảy ra, có dạng như bất đèn và có cả dung sáng. Quạ và chó nhào lên người bà xé xác. Sự kiện này làm chấn động Rupa Nanda không kể. Cô thấy rõ, ngay chính chỗ này, người đàn bà này già đi, lâm bệnh rồi chết. Và thân của cô cũng sẽ như thế. Từ cái thấy thân mình nằm trong sự vô thường, cô thấy thân thể mình hệ lụy đến khổ đau và do đó phi thực. Liên đó, ba pháp là già, bệnh, chết, giống như nhà bị lửa thiêu đốt hoặc như dây thừng quấn ngang cổ cô, hiển hiện trước mắt Rupa Nanda khiến tâm cô đi vào thiền định. Tuy vậy, Phật biết cô chưa thể chứng quả nên đọc thêm bài kệ để hỗ trợ cho cô như sau. Hãy nhìn Nanda, sự liên kết những bộ phận gọi là thân, nó là bệnh, tật, bất tịnh, thối tha, rỉ chảy. Thật là ngu ngốc nếu hàm muốn nó. Thân này như thế nào, thân kia cũng thế. Thân kia ra sao, thân này cũng sẽ vậy. Hãy nhìn các yếu tố của thân đều là không, đừng trở lại thế gian. Hãy dập tắt tham ái khiến tái sanh và ngươi sẽ đi trong an tĩnh. Hướng tâm ý thuận theo giáo lý Phật, Rupananda chứng quả tu đà hoàng vì muốn cho cô tiến lên tam đạo và tam quả trên nữa, đẩy cô thiền định thêm về lý không. Thế Tôn dạy thêm, này Rupananda, đừng nghĩ rằng thân này có thực. Không một chút gì là thực trong thân này, thân này là thành trì làm bằng xương do 300 khúc xương dựng nên. Và Ngài đọc Pháp Cú, thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Cuối bài kệ Nico chứng quả a à la hán và nhiều người cũng thọ trì được bài kệ này. Thưa các bạn, ngày hôm nay là một cái câu chuyện mà nghĩ nghĩ rằng là cũng đã từng có nhiều người nghe, bởi vì uh, các thầy các cô cũng hay lấy cái câu chuyện này ra để mà giảng cho phật tử lắm. Câu chuyện về Nico và cái vị Nico này á, mình nghe kể ở trên mình mới biết đây chính là em gái của Thái tử Tất Đạt Đa ngày trước. Cô nghĩ anh cả của ta đã từ bỏ vinh quang quyền uy trở thành tỳ kheo và giờ đây là người siêu việt ở thế gian là Phật. Chính là anh trai của cô. Con của ngài là Rahula là La hầu la cũng là tăng sĩ, tức là cháu của cô đó. Chồng ta là tăng và cả mẹ ta cũng là ni. Ờ, ở đây thì mình không có rõ lắm là chồng của cô là ai có thể mẹ của cô chính là di mẫu kiều đàm di như câu chuyện kể thì ở đây chồng của cô cũng đã xuất gia và mẹ của cô cũng đã xuất gia cả gia quyến đều sống đời xuất gia tại sao ta vẫn kéo dài đời tại gia do đó cô muốn đi tu gia nhập với chúng nhưng mà có phải là vì với cái sự thành tâm muốn giải thoát giác ngộ hay không 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 phải với lòng tin mà vì lòng thương gia quyến giống như bây giờ cả gia đình mình đều ở trong tinh xá hết rồi thì bây giờ mình ở bên ngoài cũng đâu còn vui vẻ gì nữa thôi xuất gia làm ni cô ở trong ni chúng thì ít ra mỗi ngày mình còn có thể gặp được mẹ hoặc là gặp anh gặp em gặp chồng gặp con gặp cháu vân vân cho nên là cô quyết định cô xuất gia vì lòng thương gia quyến chứ không phải vì một cái mong cầu là muốn giải thoát đạt đạo giác ngộ gì cả thì cái này á cũng giống như chúng ta bây giờ thưa các bạn À, khi chúng ta khởi lên trong lòng mình một cái lý tưởng cao đẹp là mình muốn xuất gia, mình muốn đi tu là để tìm con đường giải thoát giác ngộ, là muốn rèn luyện thân tâm của mình để tránh khỏi những cái tham đắm, những cái mê mờ của dục lạc thế gian. Dần dần mình sẽ cắt bỏ đứt được những cái sợi dây tập khí ràng buộc mình từ bao đời bao kiếp nếu như mình trở thành một vị tu sĩ bởi vì khi chúng ta vẫn còn là trong hình tướng cư sĩ như thế này dù chúng ta có tinh tấn như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn có những cái điểm hạn chế hoặc là chúng ta sẽ dễ dàng giải đãi với những cái trò vui của thế gian bây giờ mình có thể mình ngồi đây mình chia sẻ giáo pháp với nhau nhưng mà một lát nữa thôi nếu như có một cái lời mời gọi nào đó mình sẽ ngưng ngay để mình đi chơi vui với mọi người còn nếu như chúng ta là một tu sĩ thì cái giới luật nó ràng buộc chúng ta, giữ chúng ta trong một cái nề nếp để từ đó chúng ta thúc liễm thân tâm của mình. Cho nên để trở thành một vị tu sĩ, nếu mà chúng ta xuất phát từ một cái lý tưởng cao đẹp là muốn giải thoát giác ngộ thì trên cái con đường tu dù nó có gặp muôn vàng trắc trở gì đi chăng nữa, chúng ta nếu nhớ về cái lý tưởng cao đẹp ban đầu của chúng ta khi chúng ta cạo bỏ mái tóc xanh này thì chúng ta sẽ vững bước để tiếp tục đi trên cái con đường dài ấy. Cũng có rất nhiều người quyết định chọn con đường xuất gia là vì những cái lý do khác nhau trốn tránh cuộc đời thất tình ở bên ngoài nhiều khi mình cũng không có công ăn việc làm cho nên là mình nghĩ rằng mình sẽ vào chùa mình tu ít ra thì ở nơi đó mình cũng không phải lo một ngày hai bữa cơm rồi còn được mọi người kính trọng nữa rồi có khi xuất gia là vì phong trào thấy bạn bè nó đi mình cũng đi theo hoặc là khi tham gia được vào một cái khóa, uh, ví dụ như là những cái um, khóa tu mùa hè đi, hoặc là những cái khóa tu ngắn hạn, thì khi mình vào trong đó, mình cứ thấy rằng là à, có những người bạn của mình sau cái khóa tu đó, họ quyết định họ xuất gia luôn, thì tự nhiên trong lòng mình cũng thôi thúc muốn đi theo cái người bạn như vậy, chứ thật tâm cái lý tưởng trong mình nó chưa có đủ mạnh, hoặc là vì số đông, vì thấy người này người kia ca ngợi cái con đường xuất gia là cao đẹp. Cho nên mình cũng đi để cho anh ta kính trọng mình Nó có những cái lý do bên lề như thế Và nếu như chúng ta xuất phát từ những cái nguyên nhân như vậy Thì cái đường xuất gia của chúng ta có lẽ nó sẽ không được bền Nếu như mình không may mắn gặp được những vị thầy cô Hoặc là những vị thiện tri thức để dìu dắt mình đi trên cái con đường học đạo Ở đây trong câu chuyện này cái vị sư cô này mặc dù là gia nhập đi chúng rồi Nhưng mà cô cũng không muốn được diện kiến Thế Tôn nhiều lần là bởi vì sao? Bởi vì cô đang rất tự tin vào cái sắc đẹp của mình. Mà Đức Phật thì cứ hay giảng cái đẹp của sắc là vô thường, hệ lụy với khổ đau, phi thực, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Cô cho rằng Thế Tôn đã nhìn thấy cái xấu trên thân xác của mình, dù rất đẹp để nhìn, rất xinh để ngắm. Do đó, cô không thích diễn kiến Thế Tôn nữa. Cái mà cô tự hào nhất lại là cái mà bị Đức Phật cho rằng là xấu xa, là không thật cho nên cái điều đó nó làm tổn thương cái sĩ diện cái tự ái của cô cô cho rằng đây là cái vũ khí quý giá nhất mà mình có được mình có sở hữu một cái sắc đẹp như thế này là cái điều tự hào của bất kỳ một người con gái nào ấy vậy mà mỗi lần mà vào trong tinh xá thì đức thế tôn cứ hay giảng những cái bài pháp mà nó liên quan đến cái sắc cái thân cái tướng mỗi lần nghe như vậy cô nhột cô khó chịu chúng ta có như vậy không ạ à? nếu chúng ta chấp vào cái gì mà mình có đó thì ai đó mà nói động đến cái điều đó dù mình thấy nó là đúng mình cũng cảm giác rất là khó nghe lọt lỗ tai bây giờ tôi biết tôi đẹp nè mà bây giờ ai đó cứ nói với tôi rằng là sắc đẹp nó không có thật sắc đẹp là vô thường sắc đẹp rồi nó cũng tàn phai theo thời gian chỉ có những cái cốt lõi bên trong mình mới là cái quan trọng chứ còn cái sắc đẹp chẳng bao giờ nó là một cái thứ trường tồn mãi mãi mình nghe một lần mình còn bỏ qua chứ mình nghe hoài nghe đi nghe lại hoài mình khó chịu chứ mình không muốn gặp cái con người đó nữa bởi vì mỗi lần gặp họ họ cứ lôi cái chuyện đó ra họ nói hoài hoặc nếu như chúng ta bây giờ là cái người mà tham chấp vào tài sản đi mình rất là tự hào về cái khối tài sản mà mình đang có mình rất là bám chấp vào nó thì bây giờ mà ai đó nói với mình về cái việc là tài sản là của năm nhà khi mình chết đi mình cũng chỉ đi với hai bàn tay trắng chứ mình đâu có thể nào mang theo được một đồng một cắt nào đâu thì nghe những cái lời như vậy mình cũng rất là khó chịu trời ơi tài sản của tôi làm lụng cả đời cực khổ tôi mới gom góp được bao nhiêu đó tôi quý nó tuy nhiên bây giờ cứ bàn ra cứ nói là mang tài sản đi cho đi đi bố thí đi đi cúng dường đi mình sẽ rất là dễ giận với những cái lời như thế mặc dù khi mà mình bình tâm mình suy nghĩ á mình cũng thấy nó là đúng đúng không cô này cũng vậy sắc đẹp là cái thứ mà cô ta rất tự hào rất đẹp để nhìn rất xinh để ngắm mà Đức Phật cứ bàn ra ngoài cho nên là cô không muốn gặp Đức Phật nữa. Dân cư xa vệ thường cúng dường vào sáng sớm. Cúng dường xong thì họ vào tinh xá để mà nghe Pháp. Nghe Pháp xong thì họ vào thành để mà ca tụng công đức của Thế Tôn. Giống như là họ bàn tán với nhau về Đức Phật vậy đó. Có bốn tiêu chuẩn để người ta phán đoán về Đức Phật nè và lấy làm mãn nguyện nè. Thứ nhất là trên cái điều mà họ thấy được á, là sắc thân của Phật đẹp quá, hảo tướng quá. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó là cái điều mà họ sẽ bàn với nhau về sắc tướng của Phật điều thứ hai là họ nghe được về đức hạnh của Phật qua biết bao trăm ngàn kiếp nghe Phật âm gồm có bát diệu khi ngài thuyết pháp rồi thứ ba là trên cái sự khổ hạnh của Phật thứ tư là trên cái sự nhận xét về ngài là chính trực có thập lực có trí an tĩnh Phật là bậc độc tôn không ai sánh bằng đó là những cái lời mà dân chúng ở trong thành hay bàn tán kể cho nhau nghe về Đức Phật thì khi mà cái cô này cùng với ni chúng nghe những cư sĩ kể lại về những cái lời ca tụng đức phật như vậy thì cô cho rằng là hình như mấy cái người này xưng tụng hơi quá đối với anh của mình <laughs> người ta hay nói bục nhà hồng thiên đó đúng không ạ trong mắt người thế gian trong mắt bao nhiêu người thời đó đức phật là một người siêu việt là một bậc chánh đẳng giác cho nên họ bày tỏ cái lòng tôn kính cái lòng ngưỡng mộ của họ với phật nói bao nhiêu lời cũng cảm giác là chưa đủ nhưng mà với cái cô này vì là em gái của phật hồi nhỏ mình cũng lớn lên với ông anh mình mình cũng chứng kiến ông anh mình trưởng thành như thế nào rồi ông anh mình lập gia đình ra sao rồi ông anh mình bỏ nhà đi tu ra sao thì trong mắt của cái cô này đức phật vẫn như là một người anh một cái người bình thường chứ chưa hẳn là một bậc giác ngộ một bậc chánh đẳng giác thì cái sự mà ái luyến cái sợi dây thân tình á gia đình và ràng buộc á nó làm cho chúng ta có những cái nhìn như vậy đó và cô cũng không muốn vào diện kiến đức phật dù chỉ một ngày thôi nếu như mà cô biết rằng đức phật sẽ tiếp tục chỉ trích cái sắc đẹp của cô rồi sau đó cô lại có ý định muốn đi nghe pháp nhìn thế tôn rồi trở về mà không muốn cho ai thấy mình tức là đi âm thầm á cải trang giả dạng kéo cái khăn trùm đầu che che mặt đi không ai nhìn thấy mình đến nghe pháp xong rồi đi về đó thì ni chúng vui sướng mới dẫn cô đi cùng chấp nhận cho cô làm như thế nhưng mà đức phật thì lại biết đức phật biết hôm nay cô sẽ đến đảnh lễ và để dạy dỗ cho cô là một cái người quá say ấm quá tự mãn với cái sắc thân của mình cho nên phật muốn làm cho cô tiêu tan đi cái lòng kiêu hãnh vì có sắc đẹp Ngài dùng chính sắc đẹp của cô để làm một cái phương tiện. Giống như là dùng gai để lễ gai vậy. Khi chúng ta bị một cái gai nhọn đâm vào tay, một cái dầm sóc trong tay, thì chúng ta cũng sẽ phải dùng một cái gai nhọn tương tự như thế, hoặc thậm chí là dài hơn nữa, sắc hơn nữa, để chúng ta lễ cái dầm ra khỏi tay của mình. Giống như là lấy độc trị độc vậy đó. Cô này bây giờ đang rất là tự hào với sắc tướng của mình đúng không? Phật sẽ dùng chính sắc tướng để làm cho cô nhận ra vấn đề. Và câu chuyện như thế nào? khi mà cô vào cô nghe Pháp, Phật hiển lộ thần thông, tạo ra một cái cô gái 16 tuổi đẹp tuyệt trần, đứng đó với bộ trang phục màu đỏ thẫm trang điểm với tất cả món trang sức cầm cái quạt phe phẩy, chỉ có Phật và cái cô sư cô kia là nhìn thấy thôi. Tất cả mọi người ở trong đại chúng không ai nhìn thấy hết. Phật cố tình Phật làm như vậy chỉ để cho cô nhìn thấy cái cô gái xinh đẹp này. Thì đó ban đầu cô vốn là một cái người chấp về sắc tướng cho nên cô nhìn thấy một cô gái nào đó mà xinh đẹp thậm chí còn xinh đẹp hơn mình nữa thì tạo cho cô cái sự chú ý ngay lập tức giống như chúng ta bây giờ cũng vậy chúng ta thích cái gì nhất chúng ta chấp vào cái gì nhất thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái đó nhất mà thôi nếu mình quan tâm đến tài sản đến địa vị ai mà mình biết rằng họ có một cái địa vị cao trong xã hội ai mà mình biết rằng họ có một cái khối tài sản khổng lồ thậm chí nhiều hơn mình nữa thì đó là cái điều nó sẽ thu hút mình cô này cũng như thế bị thu hút ngay lập tức bởi một cô gái xinh đẹp tuyệt trần và so với cái cô gái đang đứng gần phật đó thì cô tự cảm nhận mình như một con quả đen xấu xí vậy đó tức là phật đã hiển lộ thần thông làm cho cái cô gái kia xinh đẹp đến như vậy cô say mê với mái tóc của thiếu nữ ôi thật thanh tú rồi từng bộ phận trên người của thiếu nữ Cô nhìn ngắm say mê và cô mong muốn mình cũng sẽ được như thế. Vô ngồi nghe pháp, nhưng mà ngay lúc này trong đầu cô sẽ không có một lời pháp nào của Đức Phật cả. Cô chỉ thấy trước mặt cô là một cái cô gái 16 tuổi đẹp đến như thế và mình mong là mình cũng sẽ đẹp được như cô ta. Đức Phật là tùy cơ. Đó. Biết rằng cái cô này chấp vào cái sắc tướng, cho cô ta một bài học để cô ta nhận ra cái sắc tướng nó vô thường đến như thế nào khi mà nhìn cái cô gái 16 tuổi đang xuân như thế thì tự nhiên cảm giác cái cô đó dần dần lớn hơn, chững chạc hơn, trưởng thành hơn ở cái độ tuổi lên 20. Rồi ngay lập tức cô nhận ra ngay cái gương mặt này, cái sắc diện của cô gái 20 tuổi này đã không còn đẹp bằng cái cô gái 16 tuổi mới khi nãy, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Từ một cô gái 16 đã biến đổi thành một cô gái 20, rồi thiếu nữ trở thành thiếu phụ một con rồi đến trung tuần và cuối cùng là một bà lão già khụ trong một khoảng thời gian rất ngắn cả một cái đời người trôi qua với cái nhan sắc nó thay đổi nó biến thiên như thế từ một cô gái 16 tuổi và trở thành một bà cụ già khụ nó là hai cái hình ảnh cực kỳ tương phản luôn cô theo dõi từng giai đoạn biến hóa mỗi lúc vẻ đẹp chỗ này mất cái sắc tươi chỗ kia hết và khi đứng đó là một bà lão răng rụng ốc bạc lưng còng hoằng xuống như chiếc ruôi nhà hình chữ nhân tức là đứng mà cong người gập xuống như thế này nè phải tựa lên gậy tay chân run rẩy cô không khỏi ghê tởm tại sao bởi vì cô nhìn rõ cả một cái cuộc đời của một con người nó trôi qua và cái sắc tướng đó nó biến đổi như thế đó chỉ trong chớp mắt còn nếu như bây giờ mình nói với cô một cái điều là à rồi cô cũng sẽ già đi, bao nhiêu người khác cũng sẽ phải già đi thì cô cũng có thể hiểu đó. Nhưng mà nó có đánh động một tâm thức của cô ngay chưa? Chưa. Là bởi vì cô chưa nhìn thấy trực tiếp. Nếu mà nghe ai nói như vậy, cô cũng chỉ có thể hình dung, loáng thoáng, lơ mơ về một con người già đi như thế nào. Nhưng vẫn chưa thấy thật sự sợ hãi với cái vô thường đó. Khi mà Phật dùng thần thông để cho cô thấy được, thì cô thấy rất là nhanh Mới tức thì là cô gái 16 tuổi mà bây giờ là một bà già như thế Thì cô mới sợ hãi Phần cuối của bà thuyết Pháp Thì Phật làm cho cái hình bóng của cái bà lão đó Lâm bệnh Ném gậy và ném quạt đi Bà kêu thét lên té xuống đất Lăn qua lăn lại trên đống phân và nước tiểu của mình Cô Rupananda nhìn và muốn lợm giọng Sợ hãi quá khi mà một người mà già đến cái mức độ đó, đôi khi họ sẽ không còn ý thức tiêu tiểu không còn kiểm soát được nữa và lúc đó đôi khi chúng ta cũng lăn trên cái đống phân trên cái đống nước tiểu của mình mà mình không biết y như hình ảnh của cái bà lão trong cái câu chuyện này mình đừng nghĩ rằng đây chỉ là cái hình ảnh mà đức phật đang dùng thần thông để tạo ra mà nó không có trong đời thực thiếu gì đúng không biết bao nhiêu những cái người già nằm đó không còn biết gì suốt ngày chỉ có rên la trong đau đớn tiêu tiểu không kiểm soát thì có khác gì cái hình ảnh mà Đức Phật cho cái Nico này nhìn thấy đâu. Rồi Đức Phật cho thấy cái chết của bà lão luôn. Liền ngay lúc đó thi thể của bà trương phòng. Và từ chính lỗ mũ chảy ra. Có dạng như bất đèn và có cả dung sáng. Mình nghe mình sợ mà. Và có lẽ khi mà mình nghe ai đó nói cho mình về những cái điều này. Thì mình cứ nghĩ rằng nó là chuyện của ai. Chuyện của đâu đâu. Chứ không phải chuyện của mình nhưng làm sao mình biết được cái điều này nó không xảy ra với mình khi cái sát thân này của mình nó hoại diệt đi nếu như chúng ta không được mang đi chôn cất đàng hoàng tử tế hoặc là không được mang đi thiêu thành tro thì lúc đó cái sát thân này nó cũng trương nó cũng sình từ chính lỗ máu mũ cũng chảy ra dạng như bất đèn mà có cả dung sáng y chang như thế không khác gì mắt mũi miệng tai rồi tất cả những cái gọi là những cái cơ quan trên người mình nó phân hủy nó tan rã nó hôi thối dung sáng dòi bỏ tất cả mọi cái mình cứ hình dung tới cái điều đó để mình sợ hãi và mình đừng quá chấp vào cái sắc tướng này của mình ở ngay lúc này có thể nó vẫn còn tươi sáng như thế nó vẫn còn đẹp đẽ như thế nó vẫn còn khỏe mạnh và hồng hào như thế nhưng không thể nào nói trước được rằng ngày mai nó có còn được như thế này hay không lỡ như vô thường đến bất chợt. Chúng ta cũng phải nhắm mắt để thuận theo vô thường. Thì lúc đó cái xác thân này mình còn có giữ được không? Hôm nay mình đang tự hào mình có một cái làn da đẹp nè. Mình tự hào có một gương mặt dễ nhìn nè. Hoặc là một cái thân hình nó cân đối, nó vừa chuẩn nè. Nhưng chỉ cần cái tứ đại này nó tan rã một cái thôi. Nhân duyên nó tan rã. Thì lúc đó tất cả những cái gì xấu xa nhất, nhơ nhấp nhất từ chính cái thân mà mình cho là đẹp đẽ này nó sẽ hiển lộ hết ra bên ngoài. Và cái cô Nico này nhìn thấy tất cả những cái điều đó nó diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Có lẽ chỉ trong một cái buổi pháp thoại của Đức Phật thôi. Từ hình ảnh một cô thiếu nữ 16 tuổi cho đến lúc cái thân này nó tan rã, nó trương sình, nó dòi bọ, dung sáng tất cả mọi cái. Quạ và chó nhào lên người bà và xé xác thì đúng là một cái hình ảnh nó quá chấn động thật sự nếu như bây giờ chúng ta mà nhìn thấy được những cái hình ảnh tương tự như vậy có lẽ thân tâm của chúng ta cũng chấn động giống như cái sư cô này thôi và đó cũng là cái lý do mà tại sao ngày xưa mình hay nghe nói là các sư các thầy vẫn hay đi ra ngoài nghĩa địa để quán tử thi nhìn một cái tử thi người ta quăng ra một cái bãi tha ma đẹp đẽ đó nhưng mà rồi một hai ngày sau là bắt đầu nó trương sình nó phân hủy nó thối rửa y như là trong cái câu chuyện này diễn tả vậy đó thì khi mình nhìn thấy được cái sự tan rã cái sự phân hủy đó mình quán chiếu được cái sắc thân này là giả tạm mọi cái nó cũng chỉ đều là vô thường thì lúc đó mình sẽ bỏ hết được những cái sự tham chấp trước tiên là tham chấp ở cái sắc thân này con người chúng ta có rất là nhiều những cái tham chấp nhưng mà cái mà người ta tham chấp nhiều nhất và nặng nề nhất trước tiên nó chính là cái sắc thân của mình không phải chỉ là chuyện đẹp hay xấu mà dù bất kỳ ai cũng sẽ phải chấp vào cái thân xác mà mình đang có dù cho có thể đó không phải là một cái người có một cái diện mạo xinh đẹp dù cho xấu xí đi chăng nữa họ cũng chấp vào cái mà họ đang có đây họ luôn luôn muốn bám giữ chẳng bao giờ chúng ta muốn hoặc là chúng ta nghĩ đến cái việc là nếu một mai cái xác thân này nó tan rã ra lúc đó sẽ như thế nào ít khi nào chúng ta nghĩ đến chuyện đó lắm cho nên cái chấp đầu tiên và có lẽ nặng nề nhất nó chính là cái xác thân của mình người nhớ người cũng đã từng nghe một số thầy giảng á nếu như mà một cái người nào đó họ mất đi mà họ quá bám chấp vào cái thân tướng này của mình có khi họ ở lại ngay trong cái mộ phần của họ trong suốt nhiều năm cả trăm năm bởi vì họ vẫn nghĩ rằng đó là cái xác thân của họ họ không muốn rời bỏ nó dù cho lúc đó có khi nó cũng chỉ còn là một cái bộ hài cốt thôi vì vậy nhiều khi trong những cái tang lễ đó các thầy, các cô hoặc là mọi người đến tụng kinh để giúp cho cái hương linh của cái người đã mất ấy, nhận rõ ra được cái việc mà vô thường đã đến với họ như thế nào để họ không còn bám chấp vào cái sắc thân của họ hoặc là không còn bám chấp vào gia đình vợ chồng con cái và tài sản ở thế gian nữa và khi họ buông họ không còn bám nữa thì cái sự ra đi của họ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng từng nghe các thầy các cô giảng về những cái điều tương tự như thế. Như chúng ta thấy, cái việc mà Đức Phật hiển lộ thần thông nè, thì đó là câu chuyện của ngày xa xưa, thời của Đức Phật. Nhưng mà ngày nay, chúng ta có thể nhìn thấy được chuyện này không ạ? À? Có nha! Các bạn có thể ý thấy rằng những cái clip mà công nghệ AI bây giờ người ta làm không? Có rất nhiều những clip mà người ta từng nhìn thấy trên mạng, cũng làm y chang như thế này. Ban đầu là một em bé sơ sinh, nằm trong cái nôi, dễ thương bù bẩm và cái hình ảnh em bé sơ sinh nó liên tục biến đổi trở thành một em bé rồi trở thành một cậu bé cô bé gì đó lớn hơn rồi trở thành một thiếu nữ rồi trở thành một người phụ nữ một người trung niên một người già và cuối cùng là một bộ xương trắng đã từng có những cái clip mà người ta dùng công nghệ ai để làm chuyện đó rồi đó ngày xưa thì đức phật phải dùng đến thần thông để làm cho cái cô này nhận rõ ra được vấn đề ngày nay chúng ta không cần phải có thần thông chúng ta vẫn có thể cảm được cái câu chuyện đó với những cái hình ảnh mà do công nghệ hiện đại người ta có thể tạo ra vậy thì tại sao chúng ta không dùng những cái hình ảnh đó dựa vào cái công nghệ đó để chúng ta quán chiếu về sắc thân này chứ bây giờ mình cứ nói là à, tại vì ngày xưa cái cô này của uh, được Phật giáo hóa bằng cách là Phật hiển lộ thần thông cho nên là cô mới thấy hết tất cả mọi cái như vậy và cổ giác ngộ còn thời buổi giờ làm gì có Phật làm gì có thần thông để chúng ta thấy được chuyện đó thần thông bây giờ nó đã trở thành giống như là khoa học à, và chính nhờ công nghệ khoa học hiện đại chúng ta cũng có thể thấy được những cái điều giống như cái sư cô này thấy trong câu chuyện pháp cú này các bạn cứ thử lên trên mạng các bạn sợ thử đi các bạn tìm những cái clip ai họ làm cái cái quá trình tiến hóa của một con người từ khi sơ sinh cho đến lúc trưởng thành và cho đến khi chết chúng ta cũng nhìn vào những cái clip như thế với cái hình ảnh như vậy để chúng ta quán chiếu về cái sắc thân này về cái sự vô thường để chúng ta không quá tham chấp vào điều đó nữa nhé. Ở đây Đức Phật đọc thêm một bài kệ để hỗ trợ cho sư cô này như sau. Khi ba pháp già bệnh chết giống như nhà lửa bị thiêu đốt hoặc như dây thừng quấn ngang cổ cô hiện hiện trước mắt của Rupananda khiến cho tâm của cô đi vào thiền định. Tuy nhiên, Phật biết cô chưa thể chứng quả cho nên đọc thêm bài kệ để hỗ trợ cho cô như sau. Hãy nhìn Nanda sự liên kết những bộ phận gọi là thân. Nó là bệnh tật, bất tịnh, thối tha, rỉ chảy. Thật là ngu ngốc nếu hàm muốn nó. Thân này như thế nào, thân kia cũng thế. Thân kia ra sao, thân này cũng sẽ vậy. Hãy nhìn các yếu tố của thân đều là không. Đừng trở lại thế gian. Hãy dập tắt tham ái khiến tái sanh và ngươi sẽ đi trong an tĩnh. Như Đức Phật đã nói, sự liên kết của những bộ phận mà mình gọi là cái xác thân này, nó là bất tịnh, nó là thối tha nó là rỉ chảy nó là bệnh tật và thật ngu ngốc nếu như chúng ta cứ ham muốn nó chúng ta cứ mãi giữ gìn nó bằng mọi giá nhưng mà người có thấy có rất là nhiều người trong chúng ta khi mà thời gian trôi qua tuổi già ập đến thì sẽ có rất nhiều người họ không chấp nhận cái điều đó họ muốn cưỡng lại cái quy luật của tự nhiên với nhiều những cái phương pháp công nghệ khoa học hiện đại ngày nay để níu kéo tuổi xuân nhưng mà có níu mãi được không ạ à? Không. Chỉ cũng trong một cái hạn định nào đó thôi. Bây giờ có căng da mặt thì nó cũng chỉ 6 tháng một năm, 2 năm gì đó là nó cũng sẽ trùng trở lại. Và thậm chí khi nó trùng nó còn trùng nhiều hơn trước nữa. <laughs> Bởi vì lúc đó cái da nó bị đổ đó. Hoặc là bây giờ chúng ta có tiêm một cái chất gì đó lên mặt của chúng ta thì có phải là cái mặt của chúng ta nó sẽ mãi mãi căng bóng như vậy không? Không. 6 tháng một năm gì đó nó cũng sẽ phải mất đi và chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận cái quy luật là như thế. Sinh rồi phải đến già. Nếu như chúng ta mà hiểu điều đó, chúng ta không quá bám chấp vào điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và bình an. Còn nếu như bây giờ chúng ta không chấp nhận cái chuyện chúng ta sẽ phải già đi, muốn cưỡng lại cái quy luật của vô thường thì chúng ta sẽ mệt mỏi vô cùng, chúng ta sẽ đau đớn vô cùng khi chúng ta thấy trên tóc của mình có những sợi bạc. Khi chúng ta nhìn thấy những cái đếp nhăn trên khóe mắt của mình, mình sẽ vô cùng hoảng sợ. Hoặc là trên da của mình bắt đầu xuất hiện những đốm đồi mồi, mình sẽ mất ăn, mất ngủ, không yên. Thì chính vì cái sự bám chấp đó, nó làm cho cái tâm của mình không một ngày được an lạc là như thế. Còn bây giờ, khi chúng ta hiểu điều đó, để chấp nhận điều đó, mặc dù chúng ta cũng có thể sử dụng một vài phương pháp gì đó để can thiệp tạm thời, để có thể gọi là níu kéo một chút khoảng thời gian của mình cho công việc, cho cuộc sống vân vân thì chúng ta cũng có thể làm. Nhưng mà nếu như chúng ta không quá bám chấp vào điều đó, một khi tất cả những cái sự can thiệp của chúng ta nó đã trở nên vô ích, mình cũng sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất. Phải biết nó là một cái sự tập hợp của rất nhiều những bệnh tật bất tịnh và thối tha rỉ chảy. Thân này như thế nào thì thân kia cũng như thế. Không phải rằng là chỉ có cái thân của tôi nó mới già đi rồi thân của các bạn như kim cang bất hoại sẽ trường tồn mãi với thời gian. Đâu có đâu đúng không? Cho nên tôi già đi thì rồi bạn cũng sẽ già đi Nó là một cái quy luật bình thường Còn bây giờ Nếu chúng ta cứ mãi lo sợ về cái việc mình già đi Hoặc là mình chết Thì có giải quyết được gì không? Không Quy luật nó đến Nó vẫn phải là như thế Nghe nhớ lúc trước Nghe từng nói chuyện với một cái chị bạn của mình Cái chị bạn của mình đó, Chị rất là sợ chết chị sợ vô cùng luôn đến nỗi mà bây giờ mà ai nhắc đến cái chết trước mặt chị chị xua xua ngay đi lập tức chứ không muốn nghe đến bởi vì chứ không thể nào chị tưởng tượng là đến một lúc chị sẽ phải chết chị bỏ hết tất cả mọi cái thì nó sẽ như thế nào lúc đó Nghĩa có nói chị đâu phải riêng một mình chị chết phải chi mà cả cái thế giới này ai người ta cũng sống chỉ có một mình chị chết thì chị hãy buồn chị hãy luyến tiếc đằng này ai rồi cũng sẽ chết mà chị rồi cũng sẽ phải chết anh em bạn bè xung quanh rồi cũng sẽ phải chết em đây rồi cũng sẽ phải chết chứ đâu phải có mình chỉ chết đâu mà bây giờ mình cứ sợ hãi tại vì khi mình cứ sợ hãi như vậy á mình không dám đón nhận nếu như cái điều đó nó xảy ra với mình mình sẽ quay quắt mình sẽ vật vả mình sẽ cào cấu mình sẽ bấu víu bằng mọi cách để giữ cái sự sống của mình còn sót lại mà một khi chúng ta sống trong cái tâm như thế đó cái chết của chúng ta nó sẽ đau đớn vô cùng Tại sao có những cái chết Họ ra đi rất nhẹ nhàng, bình an, tự tại Bởi vì họ đã sống một cuộc đời đáng sống Một cuộc sống đầy ý nghĩa Và họ biết quy luật rồi cũng sẽ đến là như thế Cái chết đến nhẹ nhàng, an nhiên và ra đi Trong tiếng kinh cầu, trong câu niệm Phật Còn khi chúng ta không chấp nhận điều đó khi cái chết cận kề, mình sợ hãi, mình cuốn cuồng, mình tìm mọi cách để mình níu giữ, nhưng mà rồi có giữ được không diêm vương nó gọi canh ba thì không thể nào mà lưu tới canh năm cái câu chúng ta vẫn thường hay nghe đó giờ đó là cái giờ mình phải ra đi thì bắt buộc giờ đó mình phải ra đi chứ mình không thể nào mình vang nài hay mình nắng níu gì thêm cho nên khi chúng ta ý thức rõ về cái xác thân của mình là như vậy mình sẽ không còn chấp và chính vì cái không chấp đó nó sẽ làm cho mình nhẹ nhàng hơn Hãy dập tắt tham ái khiến tái sanh đi và ngươi sẽ đi trong an tĩnh. Nghe nhớ trong một số trước, người cũng đã từng nói, chúng ta nhiều khi cứ quanh đi quẩn lại, nguyện cầu mơ ước về một cái sự tái sanh ở một cái cõi giới, có khi là cõi người, hoặc là cao hơn chút xíu là mong được lên cõi trời thế thôi. Chứ mình ít dám cho mình những cái lời phát nguyện nó rộng lớn, không tái sanh trở lại. Và ở đây một lần nữa Đức Phật nói về điều đó, hãy dập tắt tham ái khiến tái sanh. Khi chúng ta còn tham ái, còn lưu luyến thế gian này bởi sắc thân nè, bởi tiền bạc nè, bởi những mối quan hệ nè, thì chính những cái tham ái đó khiến cho chúng ta lại tiếp tục tái sanh quay trở lại. Mọi người có từng nghe những cái câu chuyện giống như là người ông, người bà gì đó trong gia đình lớn tuổi già phải chết. Nhưng mà bởi vì quá yêu thương con cháu và quá lo lắng sợ rằng con cháu không biết nó sẽ sống như thế nào. Cho nên sau đó đầu thai quay trở lại lại làm con làm cháu trong cái gia đình đó để tiếp tục được ở gần con cháu của mình của đời trước. Có những câu chuyện tương tự như thế. Mình thì mình sẽ không có xác thực được những câu chuyện đó là như thế nào, nhưng mà trong kinh có khi cũng có nhắc đến hoặc là ở trong cái đời sống bây giờ chúng ta cũng có thể đọc được những câu chuyện như vậy tại sao một đứa bé nó sinh ra mà nó có thể nó kể vanh bách cái câu chuyện của một người bà đã chết cách đây nhiều năm trước nói rõ cái sở thích nói rõ những cái điều mà cái bà ấy luôn luôn nâng niu và quý trọng nói rõ tất cả những thành viên trong gia đình thì đó là một cái sự tái sinh chúng ta sẽ rất khó để lý giải bằng khoa học nhưng mà nếu như chúng ta tin vào những cái hiện tượng như thế và tâm linh thì chúng ta sẽ biết rằng cái đời sống này nó không phải chỉ có một chúng ta vẫn sẽ còn quay trở lại và chúng ta quay trở lại để làm gì mới là quan trọng vì chúng ta chưa thể nào thoát khỏi sinh tử luân hồi thì chúng ta vẫn phải quay trở lại để tiếp tục tu tu để mà đi tiếp để đến một ngày nào đó mình thoát khỏi sinh tử luân hồi nó khác với cái việc tôi quay lại cái thế gian này chỉ để tôi tiếp tục tôi gặp gỡ những người thương yêu của tôi ở đời trước tôi tiếp tục tôi nắm níu những cái tài sản mà đời trước của tôi vẫn còn để lại cho đến ngày nay nó hoàn toàn khác cho nên khi mà đức phật nói rằng là đừng có tham tái sanh nữa bởi vì càng tái sanh là chúng ta lại tiếp tục đi trong những cái vòng luẩn quẩn của luân hồi. Còn khi chúng ta đặt cho mình một cái chí nguyện là không tái sanh. Thì chúng ta biết rõ cái con đường mà mình đi. Dù cái đời sau mình vẫn đang phải tái sanh trở lại. Nhưng mình sẽ không còn bám chấp vào những cái gì ở thế gian này mang đến cho mình nữa. Mình sẽ đi trên cái con đường, cái trục lộ mà mình biết rằng là nó sẽ đến giải thoát. Nó sẽ đến cái việc thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi cho nên ở đây Đức Phật đã dạy cho cái người em là cái sư cô này như thế, hãy dập tắt tham ái khiến cho thái sanh và ngươi sẽ đi trong an tĩnh và cuối cùng cái câu pháp cú mà Đức Phật dạy để cô nghe xong cô chứng a la hán luôn á là thành này làm bằng xương quét tô bằng thịt máu ở đây già và chết mạng lừa đảo chất chứa mình hãy tưởng tượng nguyên cái cơ thể của chúng ta sắc thân của chúng ta đây nó như một cái tòa thành vậy đó. Nhưng nó có phải là làm bằng những cái gì nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó kiên cố không? không. Làm bằng xương, quét tô, phủ bên ngoài là thịt nè, là da nè, bên trong là máu nè, là xương nè, là gân nè, là rất nhiều những cái thứ bất tịnh khác. Những cái nhân duyên đó nó tập hợp lại thành một cái tòa thành này là cái sắc thân của chúng ta. Nhưng cái tòa thành này nó có già, có chết, lừa đảo, mạng nghi, chất chứa đầy trong đó thì chúng ta phải ý thức rõ về cái thân tướng của mình là như vậy sau khi cô nghe xong cô chứng đắc quả vị A la hán. Mình nghe xong mình không có chứng gì hết. <laughs> Nhưng mà mình vẫn nghe, mình vẫn phải học, đúng không ạ? Bởi vì nếu như bây giờ mình không nghe, mình không học, mình cứ mãi u mê tâm tối như vậy, mình cứ tham bám chấp vào những cái gì mà mình đang có thì đến đời nào mình mới ra khỏi cái đường sinh tử luân hồi này chứ. Căn duyên mình chưa sâu dày, chủng tử Phật Pháp của mình nó còn non yếu lắm. Nhưng nếu như nghe từ bây giờ mình học, mình nghe, mình suy tưởng, mình quán chiếu về những cái lời Phật dạy, thì nó cũng sẽ là một trong những cái tiền đề để giúp cho cái hạt giống Phật Pháp trong ta nó ngày càng nó nảy mầm, nó càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Và đến một ngày nào đó, một ngày nào đó mình chưa biết, thì lúc đó mình sẽ thấy rõ ràng rằng tất cả những cái lời Phật dạy từ cái sắc thân này từ tất cả những cái xung quanh ta đang diễn ra nó cũng chỉ đều là vô thường nó cũng chỉ đều là giả tạm và khi đó chúng ta sẽ nhẹ nhàng buông bỏ tất cả mọi cái đó là những cái điều mà nghe cảm nhận được trong cái câu chuyện pháp cú của ngày hôm nay cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của ngày mai nhé.